Hello các bạn, it's me Britannia Karma. Các bạn khỏe không? Hôm nay tôi muốn tâm sự với các bạn vì tôi hôm nay giải thưởng má mình. Quá đáng nhất năm 2015 là má mình. Tên tên tên. Ta-da. Đang không có cái thưởng giải gì nữa. But ok. So tại sao hôm nay mình thưởng má mình? Để kể chuyện cho các bạn. Vì má mình rất thích nói chuyện hơi quá đáng hơn người khác. Hôm trước tôi mua một cái bó rau sai. Cái vấn đề là như này. Tôi sống ở Đức thì mẹ cần cái lamin là cái gì? Laminze là rau quế, rau húng. Chết dở. Chả biết đấy, thế không? Mình đã không biết rồi, mẹ chỉ cái ảnh rõ ràng rồi bảo là còn mua cái này cho mẹ. Rồi sau đó mình đi cửa hàng châu Á. Nhưng mà ở Đức ấy, nó không có cái rau như thế không đâu. Nó có hai loại. Một cái là của Thổ, hay là gọi là của Tây, một cái là của người Việt Nam. Thì lúc đó mình đâu có biết đâu. Thì mình bảo là cái cô ở cửa hàng ấy là tôi cần cái rau này. Mà cô đó tưởng là mình là người Tây không. Thì cô đưa mình cái rau, y đúc cái rau đấy nhưng mà của Tây. Nhưng mà người Việt Nam mình ấy cần cái rau của Việt Nam. Tại vì cái đấy nó thơm hơn, nó đắt hơn một tí nhưng mà nó thơm hơn, ăn nó ngon bữa hơn. Rồi sau đó mình về mua cái sai. Nếu mà mình có mẹ kiểu khác ấy, mẹ khác ở thế giới ấy, thì nói là như này: ơ con ơi, con mua sai không sao đâu, lần sau mua lại. Hay là con đi ra mua cái bó mới đi. Nhưng mà mẹ mình khác. Lúc mình đưa cái bó sai ấy, con ơi, con mua cái bó rau này là sai lầm. Mẹ nhờ con chỉ có một cái việc thôi. Cả đời mẹ không bao giờ nhờ con một cái việc gì cả. Con không cần phải làm cái gì cả cho mẹ. Riêng mỗi một lần mua cái rau cho mẹ thôi mà con không làm được. 9 tháng tôi nuôi mày ở trong bụng của tao, sao đã phọt mày ra, đau ra hết cả ruột của tao luôn. Mà tao nhờ mày có mỗi một cái việc thôi mà mày không làm được. Tại sao con ngu mà không ngu, nó phải vừa vừa thôi. Mình phải chia, phải ngu cho người khác nó ngu nữa chứ. Con mua cái rau này thì ai ăn? Ai ăn? Trả lời cho mẹ ngay. Nhưng mà mình không được trả lời, nếu mình trả lời chết. Con mua cái rau này thì ăn? Ai ăn? Ai ăn? Con lấy cái rau này ngay lập tức. Con đi đổi bằng được cho mẹ. Mẹ không sẽ đưa một đồng thêm vào. Con đổi ngay lập tức cái bó đúng vào. Tao phải lo nhà, tao phải đi làm, tao phải nấu ăn cho mọi người, tao làm mọi cho người ta. Một con vịt xòe ra hai cái cánh.